Xin chào các bạn nhé. Thì tiếp tục cái đơn ở Phú Thọ hôm qua bác gửi về. Một cái men của bác cái mình đã làm là không làm gì được rồi đúng không? Bây giờ mình có một cái men này cũng nằm trong cái gói hàng đấy ở Phú Thọ gửi về nhé. Con này bác ấy bảo là nó không nhận nồi các bạn, không nhận nồi. Mình chưa biết là bếp này là thuộc dạng bếp gì. Bác này thì cẩn thận quá, gửi cho mình luôn cả cái mâm. Thì đối với một số bếp ấy thì nếu bác gửi về thì không cần phải gửi cái mâm này đâu nhé, không cần phải gửi mâm đâu. Quạt này thì nếu mà bếp hồng ngoại thì các bác phải gửi thêm quạt, một số bếp hồng ngoại phải gửi quạt, một số các bác cũng không cần phải gửi đâu. Con này thì là bếp xúc bót rồi, nhìn cái men là men xúc bót rồi các bạn. Giờ mình tháo này ra nhé, tháo cái mâm này ra. Cảm biến này thì các bạn phải lắp vào nhé, cảm biến con này cắm ở đây. Một số bếp xúc bót là có hai cảm biến nhé, con cắm ở đây này, con này thì không thấy có. Con này thì mình cũng nhìn thấy là cầy rồi nhé các bạn nhé, cầy rồi, cầy khá rồi. Quạt này thì bây giờ nó vì nó chưa nhận nồi nên mình chưa cần thiết phải là cắm quạt nhé các bạn nhé. Mình bỏ quạt ra này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn cái mâm vào, mâm từ nằm bên ngoài. Cái này mình vừa mới sử dụng là mình treo điện thoại lên để này, quay cho nó dễ, đâm ra là di chuyển điện thoại là nó hơi khó. Trước là mình để ngang, quay ngang, bây giờ mình quay từ trên xuống. Rồi, bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào để mình thử nhé. Trước khi thử các bạn phải lau sạch hết bàn đi, xem bên dưới nó còn vướng víu gì hay không, nó có ảnh hưởng gì hay không. Nhiều khi nó còn một cái gì đấy nó chập thì rất nguy hiểm. Đây, mình sẽ hàn dây nguồn vào nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện này. Trước tiên mình cắm ổ chống chập trước nhé. Cắm ổ chống chập trước để xem là nó như thế nào. Thì con này mình cắm, hiện nay mình cắm ổ chống chập thì không thấy nó bị chập gì đúng không? Không thấy bị chập gì. Thế thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm nó vào ấy để chạy. Mình sẽ tắt chống chập đi, mình cắm ổ thường vào nó chạy. Bật nguồn này, chọn chế độ này. Đấy, các bạn nghe kiếm tạch tạch không nhỉ? Đấy, nó cứ tạch tạch tạch, nó không chạy. Bật lại này, chọn chế độ khác đi. Đấy, nó cứ tạch 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 tạch, nó không chạy. Thì đối với trường hợp này thì bây giờ mình sẽ đo xem lý do làm sao. Tạch tạch cái này thường thường là mạch nhận nồi là khả năng cao, lỗi mạch nhận nồi cao. Điện thoại nó treo trên nên mà mình nhìn nó không rõ, không biết là nó vào được khung hình ấy chưa. Đấy, tắt đi nhé các bạn nhé, tắt đi này, đưa lên trên này. Đấy, đưa cái khung này lại này để đo này. Bởi vì bệnh nó sẽ nằm ở trên cái men này, chủ yếu là trên cái men này nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ đo nhé. Đồng hồ này, đây là đồng hồ mình nhé. Không biết là các bạn nhìn có rõ hay không, bởi vì mình đang treo điện thoại bên trên, đâm ra là không nhìn được. Que đen này, các bạn vẫn đặt vào mát nhé, để đo một số điều kiện. Này, đặt vào âm một câu nắn này.
Âm vào cầu đá nội âm của tụ lọc 5mm này. Que đỏ này, các bạn đo vào đầu con tụ 5mm hoặc là dương cầu nắn, đúng không? 5mm đây, nó dương cầu nắn đây. Được hơn 300V. Ok nhá. Tiếp theo này. 308V là ok. Tiếp theo mình sẽ đo nguồn ra. Nguồn ra chính là lấy trên cái máy biến áp này. Đây máy biến áp này, này. Đấy. Thì nguồn ra nằm trên cái máy biến áp này, đúng không? Thì nó sẽ có một số nguồn như sau. Thứ nhất là xem nào, đúng máy biến áp đây không các bạn? Đúng rồi các bạn. Đây là máy biến áp này. Nó có một cuộn thôi. Đây mình sẽ đo nguồn ra này. 18V đủ này. 18V đủ này. 18V mạch cấp mạch đầu đây vào. 18V đủ này. Ok nhá. Từ nguồn 18V sẽ đi qua đây, đi qua điện thoại lấy ra 9V cấp 7805. Con này được là lấy ra 13V cấp vào 7805 để lấy 5V đầu này. 5V cũng đủ nha các bạn nhé. 5V 18V đủ. Đối với cái con xúc bót này mà đường cảm biến và lỗi không sẽ gây ra hiện tượng tạch tạch như vậy. Thế nên mình phải đo các cái đường sensor xem có lỗi hay không. Thì đây là con sensor ở dưới mâm này. Sẽ đo hai chân nó. Chân này 44 vậy thì chân này nó phải là được là 0V nhé. 0V thì chân này sẽ được 4,4. 4,4 đi về đây, đi về đây. Đi về đây về tận IC này. 4,4V. Mình thấy là bác ấy đã cũng đã tiến hành là bác ấy đây này. Bác cũng tiến hành bác ấy nhấc ra rồi này. Đấy. Tiếp theo này. Đây có một con cảm biến này. Đầu hai đầu. Đầu cái này 5V thì đầu này nó phải từ 0,2 đến 0,8V nhé. Con này là được 0,32V. Tức là 325,0mV đấy. Ok nhé. Tiếp theo đó mình sẽ đo một số điều kiện. Đó chính là đường OVB. OVB đây. Chỗ này phải được hơn 200V. 210V này. Đấy, đến đây. Đây sẽ chia làm một số đường. Thì mình đi cái đường bên này, đi đường bên ngoài này. Đường này qua diode không đi, qua diode là 318 này. Không đi, đi qua đường này. 210 đi qua đây. 170. 3,7V. Đây là đường này là đường OVB, đường này là 3,7V là đúng nhá. 3,7V đúng, không đi tiếp. Tiếp theo nữa là mình sẽ kiểm tra một số điều kiện khác. Đó là xung DC và xung HV. Xung DC là lấy từ cái đường 318V này, từ đường DC này. Nó đi qua con điện trở nhỏ nhỏ này. Con này mình đo được có 3,5mV thôi. Đường này đang có vấn đề nha các bạn nhé. Đấy. Đường này đang có vấn đề này, được có 3,5mV. Đường này mình thấy con trở bác cũng nhắc ra rồi. Thấy xung HV cho nó, HV đây đi ra đây. Đường này là hơn 100V này, cháu đi ra đây. Đi ra đây, đi qua con nhỏ trở nhỏ nhỏ này. 0,9V. Đường này nó được 0,9V. Xung xung HV được 0,9V. Như vậy thì xung DC này sẽ được khoảng 0,8V đúng không? Nhưng hiện nay mình đo ở đây nó đang được là 0V này. Đấy. Rồi mình rút điện ra nhá. Đấy mình dùng rút điện nha. Mình hút cái chân này nha. Hút cái con điện trở nha. Con điện trở này là con điện trở 470k, nhưng không biết là có đúng là con trở 470k hay không, bởi vì mình thấy là bác cái đánh nhất ra rồi. Và ông chờ cho một tí ạ. Rồi mình đo lại này. Dạ vâng, ông chờ cho một tẹo thôi. Được 400 sao nhảy đoạn xã nhỉ? Đo lại xem nào. Bạn nhìn này. Con điện trở này nó cứ tăng dần lên. Lúc nãy thì nó đủ, bây giờ nó tăng dần lên này.
Đấy, tăng dần lên tận hơn 1 m này. Đấy, trong khi là hai chạm. Thế thì mình xác định là con điện trở này chết nhá. Con này con trở 470k bị chết. Được rồi, bây giờ mình sẽ tìm một con điện trở 470k khác mình lắp vào. Đây. Mình sẽ lấy một con điện trở 470k khác mình lắp vào nhé. Con đấy là đây. Con đấy là không hiểu sao mà nó lại bác cái cũng nhấc ra rồi mà lại không thay, hay là lúc đấy đo lại đủ. Bây giờ mình sẽ đo lại một đồng hồ kim nhé. Nha, đo lại đồng hồ kim xem nào. Lại không đủ này. Vậy là lúc đấy thì đo lại đủ, có thể là lúc bác cái dí mỏ hàn vào nó nóng lên thì đo lại đủ. Lúc đấy mình vừa dí mỏ hàn vào, mình đo tách ra mình đo nó đủ đúng không? Sau đó tăng dần lên. Rồi đây là cũng là một cái bệnh mà con điện trở nó chết theo một cái dạng như thế này, cũng tương đối hiếm ấy, ít khi nó chết dạng này lắm. Nếu mà đủ điều kiện thì cái chân này của mình nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ tầm 0,8 V. Đấy, nó lệch nhau so với con kia khoảng độ 0,1 V gì đấy. Mình cũng có các cái khóa học liên quan bếp từ nhé, bếp từ lò vi sóng các thứ, bạn nào mà có nhu cầu thì bảo mình nhắn tin về Zalo cho mình. À, bây giờ mình sẽ cắm điện lại mình đo lại nhé, cắm điện lại này, đo nguồn lại này, mát, vấn đề mát ở đây. Đây bây giờ mình sẽ đo lại đầu con trỏ này, các bạn thấy không, được 0,85 này. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ bật thử nhé. Thử xem nó còn bị hiện tượng tạch tạch hay không. Đấy, bếp đã chạy này. Đã chạy bình thường. Chưa, bây giờ mình phải cắm cái quạt vào cái chung có là cắm quạt vào chung có là chạy lúc còn nóng là chết chết ấy đấy. Chết IGBT đấy. Đấy các bạn thấy không? Đôi khi là nhiều cái bệnh oái oăm lắm, các bạn phải đo bằng điện áp chứ, các bạn 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 là lần linh kiện còn lâu. Có khi lúc đấy các bạn nhấc ra thì nó lại sống. Đấy. Bây giờ máy mình đã chạy này. Máy mình đã chạy này. Để mình xem dòng bao nhiêu A nhé. Tại vì cái này nó đang chạy ác quá. Con này dòng nó đang là 10A. Bây giờ máy mình đang treo, bây giờ mình sẽ tháo máy ra. Các bạn thấy không ạ? Đồng hồ dòng mình chỉ 10A này. Đấy. Bếp của mình bây giờ bắt đầu lăn tăn này. Lăn tăn này. Đấy. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn sửa xong thành công một con, đúng không? Thì bác ấy gửi xuống hai con, mình đã được làm được một con. Đấy, và mình cũng khẳng định luôn là tất cả những cái hàng các bác gửi về ấy, không phải là con nào mình cũng làm được. Có những con thì mình tìm ra bệnh rồi nhưng không có đột hay. Cũng có những con ấy thì không thể làm được nhá, chứ không phải là con nào cũng làm được đâu. Đấy. Những con nào mà mình có đồ nhiều thì mình có thể là sẵn sàng mình nhấc con nọ con kia mình test. Thì nó nhàn nhàn hơn rất nhiều. Đây các bạn nhìn đây, nước bắt đầu sôi. Như vậy là xong nhá các bạn nhá. Chúc các bạn làm thành công nhá.